Nhật gia tăng quân lính ở Thượng Hải, quân ta thất thế. Diên An. Đội vô tuyến điện, Hồng Tử quân đoàn. Lâm Tường, chính ủy điện đài Hồng Tử quân, tình báo quyết định sự thắng bại của chiến tranh. Điện đài là thiết bị chủ chốt để truyền tin tức. Do điều kiện của quân ta có hạn, mỗi một bộ điện đài đều vô cùng quý giá. Là nhân viên làm công tác tình báo, phải hiểu rõ một bộ điện đài như hiểu rõ bản thân mình. Xã trưởng quan, ăn cơm nào. Phải bảo vệ nó giống như bảo vệ tính mạng của bản thân mình. Công suất của điện đài chúng ta tương đối lớn, vì vậy khi truyền tin đi sẽ ảnh hưởng đến sóng điện xung quanh. Tần Phụng Ngô, đặc công tiền trung thống. Min. Vào đây nhanh lên. Đây là linh kiện quan trọng của điện đài, hãy nghĩ cách giao cho tử mặt. Đi nhanh. Đằng kia. Chia ra chạy. Yeah!
phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cơ sở điện đài bí mật của Trung Cộng tại Thượng Hải bị quân Nhật phá hủy nặng nề. Đồng chí Lâm Tường, Thượng Hải đã thất thủ. Cơ sở điện đài của chúng ta ở đó đã bị quân Nhật phá hủy toàn bộ. Cấp trên lệnh cho anh cấp tốc đến Thượng Hải, liên lạc với các đồng chí ở đó, gây dựng lại cơ sở điện đài của chúng ta. Tư lệnh Masue rất hài lòng với biểu hiện của cô. Ông ấy nói, võ sĩ phụ trách chinh phục đất đai, còn các cô phụ trách chinh phục đầu não. Tất cả tin tức, sách báo điện đài ở Thượng Hải, đặc biệt là điện đài, bắt buộc phải do các cô khống chế toàn diện. Tôi hiểu rồi. Năm 1937, lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải. Đây là thế giới hoàn toàn khác với Diên An. Trong không khí tràn ngập sự lấp liếm. Khi đó ở Thượng Hải, những linh kiện quan trọng của điện đài đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Muốn lắp ráp một bộ điện đài hoàn toàn mới, khó khăn chập trùng. Ông chủ Tần, việc thanh trừ cơ sở điện đài bí mật ở Thượng Hải, công lao của ông là không thể thiếu. Tôi đã lệnh cho Hắc Long Hội điều tra kỹ càng tất cả các nhân vật khả nghi, tuyệt đối không cho phép chúng cho tàn cháy lại. Không thành vấn đề. Tôi từng gia nhập Đảng Cộng sản, cũng từng bán mạng cho Trung Thống. Thủ pháp của họ tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Anh nhớ kỹ, đừng tự tin thái quá. Khinh địch không bao giờ có kết quả tốt.
nhà máy dệt Hoa Giới. Các anh em, ngày mai tôi phải đến phía Bắc gia nhập Bát Lộ Quân. Tôi cũng phải đi Chiết Giang làm súng và thuốc nổ cho Tân Tứ Quân. Đàn ông các anh ra tiền tuyến đánh quỷ Nhật. Chúng tôi ở nhà máy dệt vải làm quân trang cho các anh. Vạn Băng còn cô, cấp trên bảo tôi chuyển sang nhà máy mới để phát động công nhân ở đó. Phải rồi, Lan Phương cô thì sao? Tôi vẫn chưa nhận được nhiệm vụ. Đã bảo anh đừng hỏi. Cái gì không nên nói thì đi nói. Làm việc của anh đi. Này, cậu thích ăn nhất này. Hạ Lan Phương, công nhân dệt vải. Đại Miêu, tình báo viên bí mật của Trung Cộng Thượng Hải. Tòa báo Dân Sinh Thượng Hải. Tránh ra. Cút đi. Đứng lại. Con mụ thúi dám bắn ta. Thank you.
ra, tránh ra. Chú Ngũ, chú Ngũ, quê tôi ở thượng du sông Hoàng Phổ, hôm nay đặc biệt đến tìm chú. Chú có ở đây không? Tôi là Sầm Tử Mặc, học kinh kịch, học trò của quan sư phụ. Hôm đó trùng hợp tôi ra ngoài mua đồ, may mắn thoát chết. Nhưng tôi đã trở thành một cô nhi. Cuối cùng tôi cũng chờ được chú rồi. Tôi muốn quay về nhà. Chú Ngũ, tôi muốn quay về nhà. Sầm Tử Mặc, đảng viên bí mật của Trung Cộng. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Anh Đống, sao thế? Xảy ra chuyện lớn rồi, có hai người Nhật bị giết. Lương Đống, tuần bổ Tô Giới Pháp. Anh Đống, anh xem đi. Một chiêu lấy mạng. Thái quân, Lương Đống, đại tá Yamasaki muốn gặp anh. Vâng, hoàng quân đại nhân. Đại tá, có chuyện gì? Có hai người của Hắc Long Hội bị giết, đều ở điểm yếu, là cao thủ. Tiền thì không lấy thiếu một xu, nhưng giặc thì chẳng bao giờ bắt được. Xin lỗi, xin đại tá cho tôi thêm chút thời gian. Đồ vô dụng, đưa rượu đến đây. Uống hết chai này, tôi cho cậu thêm 3 ngày.
Cút. Vâng. Nhảy múa đi. Đừng nhìn, đi nhanh thôi. Cô em à, buông cô ấy ra. Dám đánh người sao? Cậu chạy đi, nhanh chạy đi, thả tôi ra. Thả tôi ra. Không có chuyện của mày, cút đi, thả tôi ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi thích nhất là mấy cô em hung dữ. Ở yên đó. Buông cô ấy ra. Mày là ai? Đi, chạy nhanh. Bắt chúng nó lại. Không được để chúng thoát. Chạy nhanh lên. Đứng lại. Đi thôi. Chạy nhanh. Mẹ, con mua gà tam hoàng mà mẹ thích ăn nhất này. Tôi không cần hán gian, hiếu thảo với tôi. Không muốn nhìn mặt cậu, cậu ra ngoài đi. Ra ngoài cho tôi, ra ngoài đi. Ra ngoài cho tôi. Mẹ à, con đi. Mẹ cẩn thận đau lưng. Lương Đống, anh bị điên à? Muốn chết sao? Đầu anh có vấn đề à? Từ bé đến lớn, cậu luôn thích làm người tốt. Nhưng tôi nói cậu biết, người tốt không có kết cuộc tốt đâu. Làm người tốt cũng là sai sao? Trong mắt mẹ tôi làm gì cũng sai. Từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau. Tôi biết, bác ấy chỉ là muốn cậu sống cho ra hồn. Tôi thật không hiểu bây giờ tôi sống thế này có gì sai chứ. Tôi nói cậu biết, người như chúng ta sống trong cái thế đạo này chỉ có hai con đường, một là làm người xấu, hai là làm người chết.
Nếu tôi chết thì ai sẽ lo cho mẹ tôi? Núi Côn Lôn, tôi là Sông Lưu Dương. Nhiệm vụ gây dựng lại điện đài Thượng Hải đã hoàn thành, đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo của tổ chức. Ngoài ra, xin hãy xác nhận thân phận thật của đảng viên dự bị Sầm Tử Mặc. Lâm Tường lần đầu gửi điện báo đến thủ trưởng. Tốt quá rồi, toàn lực phối hợp với ông, việc của Lâm Tường. Tôi sẽ đi tìm bộ phận liên quan chứng thực thân phận thật sự của Sầm Tử Mặc. Vâng. Không phải người này. Thái quân, mời. Cái này căn bản là không phải. Thái quân đi ạ. Tiếp tục đi. Anh Đống, anh Đống, suýt, suýt cái gì chứ? Tôi nhìn thấy anh rồi, anh Đống, anh Đống. Anh đang làm cái gì vậy hả? Nóng cái gì chứ, tôi nói anh biết, đã bắt được người rồi. Tôi thật muốn bắn chết anh. Bắt được người gì chứ? Người của hội quán gây xa. Tôi nói anh biết, cả hang ổ đều bị bắt hết rồi. Anh Đống.
Anh gấp cái gì chứ? Chờ tôi với anh Đống. Lương Đống, chờ cậu cả buổi rồi. Hình của hội quán gây xa. Làm việc theo thủ tục. Chứng thực xong thì có thể giao người. Nhật khốn kiếp đó đã cướp hết hàng của tôi. Sớm muộn tôi cũng sẽ cho chúng biết sự lợi hại của thượng úy không quân PE này. Bố cười với tôi. Tôi là bảo bối của bố. Bố ơi, ngon quá. Về nhà thôi. Đưa đi. Đồ khốn, đưa đi. Cứ làm đi. Nợ máu trả bằng máu. Chúng ta nợ máu trả bằng máu. Nói cái gì hả? Không lo làm việc cho tốt đi. Đi chung với bọn chúng làm gì? Nếu còn để tôi nhìn thấy cô thì cô cứ ở đây suốt đời. Cút đi.
đừng bắt họ. Là tôi, đừng bắt họ. Là do tôi làm. Hán gian, chó theo đuôi. Cấp trên cử một đồng chí tới, cần có người giúp họ thích ứng với môi trường. Đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho cô. Mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của vị đồng chí đó. Năm giờ chiều, tiệm chụp hình Thần Quang, số 4 đường 48 Trung Lộ Phương Tân. Em trang điểm đẹp như vậy để đi đâu? Bọn họ đã bị người Nhật chụp hình lại. Không ai có thể cứu được. Anh chỉ có thể cứu mình em. Ngày mai tôi phải đến phía Bắc, gia nhập Bát Lộ Quân. Tôi cũng phải đi Chiết Giang để làm súng và thuốc pháo cho Tân Tứ Quân. Tôi ở nhà máy dệt vải, làm quân phục cho các anh. Lam Phương, cô thì sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi không muốn gặp lại anh nữa. Có người không? Anh làm gì vậy? Cô tên Lan Phương phải không? Đi theo tôi. Anh là ai chứ? Ngồi yên đó. Ở yên đó. Anh đang làm gì vậy? Đừng đứng lên. Ngồi xuống đi. Ở yên đó. Chúng ta chụp hình kết hôn. Thả lỏng đi.
Chụp hình kết hôn gì chứ? Người ta còn chưa có đối tượng mà. Tôi cũng chưa có đối tượng. Người ra đó làm gì? Nhìn vào đây. Cười đi chứ. Cô xấu như vậy, ai mà lấy cô? Anh nói ai xấu? Ai không có người lấy chứ? Tôi nói cô đấy. Bây giờ tôi cười cho anh xem. Rồi, chính là biểu cảm này. 3, 2, 1. Mười hai giờ rồi, nghỉ ngơi đi. Cô ngủ trên giường. Vậy còn anh? Tôi còn việc phải làm ở nhà kế bên. Tôi có thể lấy chiếc gối không? Được. Cảm ơn. Tôi qua bên kia ngủ. Anh nấu gì vậy? Cô muốn ăn thử không? Thế nào? Có ngon không? Bát đồng, lấy. Nhất vạn. Ba Lâm, chồng bà làm nghề gì vậy? Chồng tôi mở tiệm may. Chúng tôi đang định mở chuỗi tiệm may. Quê anh ấy ở Hồ Lưu Dương. Sông Lưu Dương. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Năm nay chồng cô bao nhiêu tuổi? Anh ấy sinh vào năm Quang Tự, thời Thanh. Đồng chí Lan Phương, cô phải biết, mỗi một lần cô do dự và phạm lỗi đều có khả năng biến bản thân và đồng nghiệp rơi vào nguy hiểm. Làm lại đi. Cách thức gửi tin tình báo cũng giống như gửi dấu vân tay, không có hai cái nào hoàn toàn giống nhau. Cho nên mô phỏng cách gửi tin tức của người khác là mánh khóe che giấu có hiệu quả. Cảm giác ngón tay của cậu là khả năng trời cho hiếm có. Nào, thầy thuốc, tôi không có bệnh gì chứ? Mua thuốc theo đơn đi.
Bà Lâm, hình của bà rửa xong rồi. Rút đi. Trùng hợp thật đấy. Tôi chỉ muốn mời anh uống rượu. Anh đánh tôi làm gì chứ? Chống Nhật cứu nước, đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Cùng chung chí hướng, đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Chống Nhật cứu nước, đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Anh đúng là bên này. Vâng. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Cảm ơn. Đã thành vợ người khác rồi, anh còn nhìn cô ấy làm gì? Nếu anh muốn cưới vợ, tôi giới thiệu cho anh. Nào nào nào, ngồi đây ngồi đây. Đúng rồi, tối ngày kia chúng ta cùng đi chơi đi. Đi đâu chơi? Tôi biết một chỗ rất hay. Đàn ông ở đó. Tôi nói này, sườn xám do chồng cô may đẹp như vậy, đừng quên may cho tôi 3 bộ. Tôi muốn một bộ ngắn, một bộ dài, một bộ khoe được đường cong của tôi. Cô thật là, tôi cũng muốn may. Thưa phu nhân, mua một gói đậu phộng vừa rang đi. Còn có điểm tâm mới làm nữa. Phu nhân mua một ít đi ạ. Mua một ít đi phu nhân. Cho tôi một gói. Tôi cũng lấy một gói. Tôi cũng vậy. Cảm ơn các phu nhân. Cảm ơn. Cảm ơn. Ăn thử đi. Ngon không? Cái này là do đích thân tôi làm. Phu nhân, tạm biệt. Các đồng bào thân mến, cuộc chiến Bách Đoàn đã giành được thắng lợi. Kháng chiến không hề thất bại. Thời cơ phản kích của chúng ta đến rồi. Tuy quỷ Nhật đã chặn hết tin tức, nhưng không chặn được quyết tâm kháng chiến của chúng ta. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Ngày tàn của quỷ Nhật đang đến gần. Ủng hộ kháng chiến, đồng lòng chiến đấu.
Con đi trước đi. Lại bắt con đi trước sao? Ngoan, về nhà trước đi. Ngoan nào, đi thôi. Là mình đích thân làm, thứ cậu thích ăn nhất. Phu nhân, tạm biệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạn tốt nhất của tôi, Vạn Băng, hy sinh rồi. Ở ngay trước mắt tôi, muốn làm cách mạng, muốn chống Nhật, thì nhất định phải có hy sinh. Cô buộc phải kiên cường. Tôi rất kiên cường. Nhưng đó là bạn tốt nhất của tôi. Còn tôi không làm được gì cả. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết trước mặt mình. Tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của cô. Anh vốn không quen biết cậu ấy, sao anh hiểu được? Người khác ở ngoài kia đổ máu chiến đấu, còn tôi thì ở đây hưởng phúc làm phu nhân. Đây là nhiệm vụ cách mạng gì chứ? Đồng chí Lâm Tường, tôi xin anh hãy cho tôi đi, để tôi đến nơi có thể chiến đấu với kẻ thù. Cô hãy tin tôi, tôi có thể hiểu. Khi tôi 17 tuổi, đi đánh trận ở Trường Sa cùng Hồng Quân, cả thôn có 10 người cùng đi lính, chỉ có một mình tôi sống sót. Trúc Nha Tử, Hắc Ngư, Tứ Mão, họ đều hy sinh ở chiến trường Trường Sa. Tôi cõng từng người họ về, lau sạch khuôn mặt rồi chôn từng người một. Sau đó trên đường đi Trường Chinh, tôi lại phải làm việc tương tự. Nhưng tôi không sợ chết, tôi không sợ hy sinh, không sợ đổ máu. Nhưng tôi không muốn làm người vợ già của anh, không muốn cùng anh sống qua ngày. Sao chứ? Cô cho rằng ở đây thì không phải đang chiến đấu với kẻ địch sao? Đánh mặt trượt hay là trông tiệm, như vậy cũng gọi là chiến đấu ư? Vậy cô cho rằng thế nào mới là phải? Thế này mới phải. Như thế này. Cô có từng nghĩ bản thảo của tờ truyền đơn này từ đâu mà có không? Làm sao mà tôi biết chứ? Cô, tôi chính là cô. Là cô lấy về từ tiệm chụp hình. Nhờ có cô mà người dân của cả Thượng Hải mới nhận được tin cấp báo đầu tiên, mới vững tin rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Vạn Băng chính là hy sinh như vậy. Bà Lâm, hình của bà rửa xong rồi. Thắng lợi không phải là chuyện một sớm một chiều. Một tòa nhà cũng là do từng viên gạch xây nên. Muốn thắng lợi thì phải trở thành từng viên gạch trước đã. Hai giờ rạng sáng, cô lên lầu xem thử đi.
trước khi có quyết định thoát sáo, không cho phép về nhà, không cho phép đi liên hệ địa điểm, không cho phép đi gặp bất kỳ đồng chí nào. Đây là kỷ luật sắt. Mọi người nói chồng chị không chỉ may y phục đẹp mà còn có thể làm ra không ít đồ tốt. Làm gì có, chỉ là chút bí quyết thôi. Nghe nói có thể lấy được hàng trung khánh. Ngại quá, tự mó. Chị Lâm thật sự có bài tốt trong tay. Mệt chưa? Uống chút nước đi. Cảm ơn, tai nghe đưa tôi. Được. Mỗi một chữ trong tình báo đều do bốn con số hợp thành. Cô xem. Lấy chữ này làm gốc. Lưu của sông Lưu Dương là 9605. Có cơ hội tôi sẽ dạy cô. Người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh ở trước mặt này, mỗi ngày đều truyền đi những thay đổi rất nhỏ của Thượng Hải ra thế giới bên ngoài. Ở nơi chiến trường không khói súng này, sự thong dong và bình thản của anh ấy đã trở thành chỗ dựa cho tôi. Trái tim của chúng tôi càng lúc càng gần nhau. Ông chủ, rửa ảnh ra. Cần gấp. Cuộn phim trong máy đâu? Cuộn phim đang ở đâu? Nói. Tra khảo. Vâng. Từ từ. Tìm thấy rồi. Chính là hắn. Sao anh lại tới đây? Lâm Tường đâu? Vừa mới nhận được điện thoại gọi may y phục nên đi rồi. Đi đâu? Khách sạn Hoa Mậu. Tôi có đan cho anh chiếc áo len, có thử không? Về rồi thử sau. Đo tay. Mắt tên đó lại. Tôi muốn bắt sống. Tránh ra. Đừng chạy, chạy không thoát đâu. Tôi đã nói là không được nổ súng.
bắt sống. Đây, tôi ở đây. Cẩn thận. Ai dám gây rối ở tô giới? Muốn chết phải không? Đứng lên. Nổ súng. Nổ súng đi. Lương Đống, có phải anh không dám nổ súng không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao lại có người không sợ chết? Đúng à? Có những người bằng lòng chết để cho người khác sống tốt hơn. Đây gọi là hy sinh. Mẹ không biết hôm nay con gặp phải người nào, nhưng mẹ biết trên thế giới này có những người bằng lòng hy sinh bản thân mình vì người khác. Mẹ
Đông Phong Vũ, Trần Châu Lệ. Lan Phương, đi mua ít nhang đèn với giấy tiền vàng bạc về đi. Tử Mặc, cậu đi cùng cô ấy, cẩn thận một chút. Bất luận mày là ai, đây sẽ là bức điện báo cuối cùng của mày phát ra ở Thượng Hải. Báo cáo, phát hiện điện đài bí mật đang định vị, đoán chừng ở khu bình dân Tô Giới. Báo cáo, khu 316 phát hiện điện đài đáng nghi. Điện đài bí mật phát hiện ở khu Tô Giới, kêu gọi các đơn vị khác định vị chéo nhau. Rõ, đã hiểu. Báo cáo thủ trưởng, đồng chí Lâm Tường vừa điện tới, tình báo chiến lược cấp 1, Nhật Bản sẽ có hành động quân sự lớn ở Thái Bình Dương. Tôi sẽ báo cáo trung ương ngay lập tức. Hỏng rồi, chạy. Thủ trưởng, đồng chí Lâm Tường lại phát đến một bức điện báo nữa. Đồng chí, tạm biệt. Đứng yên, không được phép cử động. Tại sao lại nóng thế? Phát hiện ra vật đáng nghi. Đây là máy phát tín hiệu. Oh, my God.
Mày là ai? Người làm ăn buôn bán. Người Nhật Bản các người thiếu óc tưởng tượng. Danh họa chứ danh Nam Đường, thời Ngũ Đại Thập Quốc. Người sáng lập tranh Sơn Thủy Nam Phái. Tranh của họ thiên về rừng núi hoang dã, chập trùng, sâu thẳm. Về bút pháp, tuy phân tán, nhưng lại thống nhất thành một. Vẫn không khai. Ngày mai gặp. Tôi thật vô dụng. Sư phụ hiện đang sống chết không rõ. Chúng ta lại chỉ có thể trốn ở đây. Tôi phải đi cứu thầy ấy. Tử Mặc, anh đang làm cái gì thế hả? Sao? Anh đến là để bắt người hả? Sự bình tĩnh thường ngày của cậu đều cho chó ăn rồi à? Cậu thật sự xem tôi là hán gian sao? Bọn quỷ Nhật đó đã bày ra thiên la địa võng. Bây giờ cậu đi chẳng khác nào tìm cái chết. Lương Đống, tôi nói cho cậu biết, cho dù có đi vào chỗ chết thì hôm nay tôi cũng phải đi cứu thầy ấy. Cậu tránh ra cho tôi. Tử Mặc, tránh ra. Tử Mặc, hai người đều thôi đi. Chồng tôi tự mình đi cứu. Không sao chứ? Các người làm gì thế hả? Có phải chê mình sống quá lâu rồi không? Tử Mặc, xin lỗi. Cô ta là ai? Vợ bé của ông chủ Tần. Phương pháp phát tín hiệu giống như vân tay của nhân viên phát tín hiệu. Không có hai phương pháp giống hệt nhau hoàn toàn. Cho nên mô phỏng theo phương pháp phát tín hiệu của người khác là mánh khóe che giấu hiệu quả. Điện đài bí mật vẫn còn. Hoạt động còn mạnh hơn so với trước kia. Chúng ta bắt nhầm người rồi. Nhất định là hắn ta. Thông qua giám định của chúng tôi, những thứ cô thu được từ nhà của Lâm Tường chỉ là một máy phát tín hiệu một chiều và một máy thu âm bình thường. Căn bản không được xem là điện tín. Lần sau đừng mang về những thứ này làm lãng phí thời gian chúng tôi. Không thể nào. Mời vào. Tôi đến là để đón chồng tôi. Cô là người của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có thứ này sao? Xăng. Không thể nào, đây là hàng lậu. Chồng tôi chỉ là người trung gian thôi. Anh ấy giúp các nhân vật lớn ở Trùng Khánh lo liệu mấy vụ buôn hàng lậu này. Nhưng bây giờ, chuyện đã liên quan đến sống chết của chồng tôi không lo được nhiều như vậy. Tôi phải dùng xăng đổi lấy tính mạng của chồng mình. Tình hình bây giờ, chết hai người vừa chết hai con kiến có gì khác nhau đâu. Nhưng hai con kiến này có giá trị đến 2 tấn xăng. Với lại, tương lai chúng tôi còn có thể cung cấp cho các người nhiều vật liệu đắt hàng hơn. Lông cổ lợn, cây trầu, sơn sống. Mấy thứ này đều là nhu cầu cấp bách nhất của các người. Em đến cứu anh đây.
thả anh ấy xuống. Có người đến thăm mày. Khai nhận đi. Nói không hả? Tôi là thương nhân Trùng Khánh. Dừng tay! Ông dừng tay lại! Đã nối được điện thoại với bến tàu Thái Cổ. Alo? Alo, công ty thuyền vụ quốc tế Khang Ích. Bây giờ tôi muốn lấy số hàng này, số hóa đơn nhận hàng. Nếu các người nói sai một số thôi thì đều phải chết. Chín sáu không năm năm bốn một bốn. Ngừng. Mày nói đi. Bảy ba một một chín sáu không năm năm bốn một bốn bảy ba một một. Vâng, có số hóa đơn nhận hàng này. Được, có thể thả người rồi chứ? Từ từ, tôi có bạn người Trùng Khánh, tôi gọi điện xác nhận một chút. Ừ, bị tôi phát hiện là nói dối thì các người sẽ không chết được dễ dàng đâu. Xin chào, nối cho tôi đường dây số 9 Trùng Khánh. Vâng. Cứu em, mau đến cứu em. Bố cười với tôi. Tôi là bảo bối của bố. Nếu chúng tôi không thể nhìn thấy được Lâm Tường thì ông cũng không có cơ hội cười với con trai ông nữa đâu. Hai người là đôi cẩu nam nữ, muốn hại chết tôi. Ông đây không phải là kẻ ăn chay, Trùng Khánh cũng được, buôn lậu cũng được. Đến địa bàn của tôi, nhất định phải chào hỏi với tôi. Lời bọn họ nói là thật. Có thể thả chúng tôi đi rồi chứ? Đợi đã. Hàng không phải đã đến rồi sao? Bây giờ đi xem. Hàng đâu? Trưởng quan, tìm thấy rồi. Ở đây. Ở đây. Trưởng quan, tìm thấy rồi. Thấy rồi, trưởng quan. Tôi đã nói là có mà. Hãy
lần này có thể thả người rồi chứ? Đem hết dầu của cô ta về. Thả người, thả người. Em biết làm như vậy rất nguy hiểm, sẽ mất mạng không? Em biết. Nhưng em sợ anh rời xa em. Đừng để em lại một mình nữa, được không? Không. Anh hứa với em. Sao lại nghĩ đến dùng những con số đó thế? 9605, 5414, 7311, sông Lưu Dương. Đó chính là anh. Em nhớ được. Thùng dầu sau khi bị chúng ta mở ra, chỉ có phần trên là dầu, phần còn lại đều là nước. Ông chủ Tần cũng trốn rồi. Bố ơi, lần này chúng ta sẽ đi đâu nữa vậy? Mấy người các anh thật đúng là kỳ lạ. Giống như anh, Đại Miêu, Tử Mặc với Lan Phương. Hình như các người đều không cần suy nghĩ cuộc sống rốt cuộc nên tiếp tục thế nào, mà luôn cảm thấy việc bản thân làm là đúng. Thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. Có lẽ là hy sinh, đúng chứ? Tại sao lại biết dùng từ hy sinh vậy? Mẹ tôi nói, bố tôi đã hy sinh. Bố anh tên Lương Tam Lập đúng không? Lương Tam Lập là thủ lĩnh công nhân lúc Ngũ Châu thảm án, để duy trì lợi ích của công nhân, đã chết dưới họng súng của bọn giặc xâm lược. Bố anh là một anh hùng. Còn anh là con trai của anh hùng. Sư phụ. Tử Mặc, sư phụ đâu? Tại sao lại muộn vậy? Nhiệm vụ hôm nay gặp chút biến cố. Đảng viên cộng sản Huệ Tử đến từ Nhật Bản, với thân phận đoàn y sĩ chữa bệnh mang đến tình báo quan trọng. Xem cái này đi. Đầu não cao nhất của chính phủ Bù Nhìn Nam Kinh. Năm thứ 24 dân quốc, Uông Tinh Vệ bị ám sát trúng đạn bị thương. Viên đạn đã làm tổn thương trung khu thần kinh của ông ta. Sau đó ông ta đi Nhật chữa trị. Báo chí suốt ngày nói ông ta bình phục tốt đẹp, sắp tái nhậm chức, không ngờ rơi vào tình cảnh này. Ông ta đáng bị như vậy. Thông tin này tôi nhất định phải báo cáo lên cấp trên ngay lập tức. Núi Côn Lôn, tôi là sông Lưu Dương. Uông Tinh Vệ chữa trị ở Nhật Bản thất bại, sắp đến ngày tàn. Mặt khác, đảng viên cộng sản truyền tin tình báo phía Nhật đã ẩn nấp thành công. Xin chỉ thị cấp trên. Uông Tinh Vệ khi số đã tận, Trấn Hưng Trung Hoa trục xuất quân bám nước.
chiến dịch đảo Guam, quân ta vì đế quốc huyết chiến tới cùng. Trung tướng chỉ huy Obata Hideyoshi dẫn toàn bộ quân canh giữ Gyokusai. Báo cáo, phát hiện phần tử phản chiến bản địa và hành tung của Lâm Tường. Trong đoàn chữa bệnh của các người có phần tử phản chiến mà cũng không biết ư? Không biết, thật sự không biết gì cả. Mau giúp thu dọn đồ đạc lại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Chỉ thị cấp trên là dẫn theo Huệ Tử đi cùng. Được, còn nữa, vì an toàn, chia điện đài ra chôn. Nửa tiếng sau chúng ta cùng nhau đi đón Huệ Tử. Em biết rồi. Đi mau. Đi mau. Xin chào, trên xe chở cái gì? Rượu vang của Pháp, loại ngon nhất. Có khả nghi, mau bắt hắn. Đừng để hắn chạy. Đuổi theo. Báo cáo, phát hiện hành tung của phần tử phản chiến. Bọn chúng hiện đang trên đường tháo chạy đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Nào, giúp tôi mở cửa ra. Máy bay này vốn dĩ là của tô giới Pháp. Bây giờ loạn rồi. Là chính phủ Vichy hoặc là của Charlie de Gaulle. Không nói rõ được. Không sao hết, tôi đại diện nước Pháp trưng dụng nó. Chiếc này quá cũ rồi, còn có thể bay được sao? Máy bay thiếu một chỗ, ba người có thể bay không? Ba người có thể không bay lên nổi, nhưng với kỹ thuật của tôi thì không vấn đề. Lan Phương, em bảo vệ Huệ Tử, cùng nhau đi đi. Em không đi, muốn chết thì cùng chết. Đây là mệnh lệnh, anh đã nói sẽ không để em lại một mình. Anh nhất định sẽ trở về tìm em. Tin anh đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chạy.
hút xéo. Bọn chúng đuổi theo rồi. Kẹt rồi, không bay lên được. Chuyến bay của các người kết thúc rồi. Nằm xuống. Pierre, tôi đẩy cho anh đi. Bay lên nào. Sư phụ, mùng 2 tháng 9 năm 1945, Nhật Bản chính thức ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện. Lam Phương, thắng lợi của chúng ta đã gần kề. Tất cả hy sinh đều có hồi báo rồi. Em và con có thể cùng với nhân dân cả nước sống cuộc sống bình an và hạnh phúc. Hai mươi ngày nữa anh sẽ về nhà. Đợi anh.